rồi. Ủa, để ra đấy rồi, nhưng mà mình mai đi qua chẳng có không. Đấy. Lạ là mai chị ăn. Mai chị làm gì chị ăn nào? Chị ăn nào? Chị ăn đấy thì nào? Có thể 7 giờ mới làm. Ừ, thế là mai 25 gì à? Ừ. 3 giờ sớm lắm đấy. Đấy buông này. 25 thì mai chặt ẻn. Đây chắc buổi nay chị hết. Làm thôi chắc buổi chặt. Qua mai là ăn cơm ở đấy, nếu ăn cơm nhà là như tôi lên là ăn kịp. Giờ giờ lên giờ con mới điện, thằng bé thì 9 rưỡi, thằng anh thì 10 giờ. Mới điện giờ này mới điện cho mẹ giật mình. Bây giờ con mới về đây. Tinh có tỉnh tinh cái nhà thứ tư với một thứ này đẹp quá này. Cái chuối vanh nó phải to như thế này nó mới đẹp này. Chưa, chưa thế này, chưa phải là vanh to, quả nó phải dài nữa, vanh nó to. Ui, này này, 24 quả tất. Toàn 24. Sẵn cái trường nó ra sẵn, nó không 22 cho lại. Giật mình tưởng 25 quả thì tai đẹp quá, nhưng lại là 24. Chỉ cần Tết thì cần tai như thế này, còn bành bành như thế này thôi. Là ngon, ổn rồi. Nải chuối, một nải chuối lẻ 31 quả bán 1 triệu. Ôi lèo rồi. 1 triệu một 31 quả chuối tây. Chuối này. Vâng, chuối này. Tức là chuối lẻ 31 quả. Nhưng mà nó nhiều quả thì sao mà tay ý mới là ta tuyệt vời. Vâng, 1 triệu một nải. Ghê nhỉ. Thế nhưng nải lẻ bán độ 21 hay là 19?